Bất động sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng tôi đang ở chỗ này là thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì ở đây để cho quý vị xem cái sơ đồ lô đất, sơ đồ cái Google Maps trước nhé. Thì mình đang đứng ở đây thì là cái đường Nguyễn Tất Thành, là cái đường đôi ở phía ngoài này. Đây đường Nguyễn Tất Thành, đây chỗ này là cái đường ống khí. Cái này không chưa nhìn thấy ha. Này. Đường Nguyễn Tất Thành ở phía ngoài này nha quý vị. Đường Nguyễn Tất Thành ngoài này. Sau đó nếu mà đi như vừa lấy ô tô đi ấy, thì là đi theo đường số 2 từ đây chạy vào đây, xong chạy theo đường bê tông vào đây thì ô tô vẫn vào đây bình thường. Đấy, chỗ này thì đường cũng thông thương thôi. Đấy, đi thẳng thì cũng lại ra cái đường Lê Duẩn này. Đấy, đi thẳng cái đường này ra đường Lê Duẩn này. Ở chỗ này thì gần biển nha quý vị. Chỗ này cách biển khoảng 2 cây số, cách bãi tắm Dinh Cô khoảng 3 cây số. Thì đây là Long Hải này. Còn quý vị đi từ Sài Gòn xuống thì tùy từng chỗ thì khoảng 100 đến 110 cây số nha. Nếu mà đi Sài Gòn xuống thì quý vị đi qua đường tỉnh 44A. Đi qua đường tỉnh 44 mà đi qua Bà Rịa ấy. Còn nếu mà đi xuống Vũng Tàu rồi thì quý vị sẽ đi qua cầu Cửa Lấp để đi sang bên này. Đi qua cầu Cửa Lấp là đường ven biển bên này này. Đấy, đường ven biển này. Đấy, vị trí thì ở đây. Đấy, quanh đây thì dân cư ở kín hết rồi. Tuy nhiên chỗ này có một cái lô đất bán giá cũng hợp lý nha quý vị. Trong này quán ăn rồi nhà nghỉ rồi các thứ rất là nhiều. Quán ăn rồi cà phê rồi các thứ rất là nhiều nhá. Đường Lê Duẩn ở đây này. Đấy, đường Nguyễn Tất Thành ở ngoài này. Đó. Đường Hùng Vương ở đây. Đó. Thì ở đây cái lô của cô là sát nhà bên này hả? Sát cái nhà to này nha quý vị. Đó, sát nhà to này. Ra là 6m, chiều ngang là 6m, chiều sâu là 40m, một bên thì 40, một bên kia nó hơi chéo một chút thì một bên 38. Đấy, trên cái nền đất này cái đường ô tô tránh nhau được nhá. Đường này đường rộng này, ô tô đường này bê tông nhưng mà phải 6m thôi, ô tô tránh nhau thoải mái luôn. Đấy, ô tô đỗ đây vẫn còn dư rất là nhiều. Trong này có một cái miếu thì đây. Miếu bà Ngũ Hành này. Ai mà nếu mà theo đấy thì cũng có thể về đây vào thăm miếu đấy được. Bề ngang là 6m, chiều sâu là 40 và một cạnh là 38, nó bị chéo hơi chéo nên ra cái cạnh này nó còn ít thì là 38. Diện tích là 232m² nha quý vị, 232 có 90m thổ cư. Khu này là nên thổ cư hoàn toàn được. Và cái lô đất này để hỏi quên cái giá bán của cô ấy. Giá bán là 2 tỷ 3 nha quý vị. 2 tỷ 3 cho 232m² là 10 triệu một mét. 10 triệu một mét đất thổ cư. Bề ngang 6m, sâu là 38m đi, cứ tính là sâu 38m đi. Nếu mà mình xây nhà nghỉ khách sạn homestay thì ở đây cũng ok, mà để nghỉ dưỡng làm cái nhà để nghỉ dưỡng ở đây cũng ok nha quý vị. Ở chỗ này thì núi ở phía này. Đấy, núi ở đằng sau cái miếu bà Ngũ Hành này. Đấy. Lưng tựa núi này, mặt hướng biển, miếu đây là mặt hướng biển hướng ra phía này. Về cơ bản thì khu này khu dân cư, vệ sinh có vẻ cây lá còn đang hơi bừa bộn nhưng mà ở thì rất là tốt. Bên này có cái hòn đá. Đấy, bên này có một cái nhà biệt thự nhỏ này, biệt thự nhà chòi các thứ này. Nhà này cũng xây đẹp luôn rồi, cao to đẹp luôn rồi. Đấy, nhà này cũng đẹp luôn. Thì quý vị nào mà quan tâm chúng tôi, đường này thông ra đường Lê Duẩn luôn. Quý vị nào mà quan tâm những cái lô đất ở chỗ bên khu Long Hải này, chúng tôi còn nhiều lô khác nha. Phù hợp giá cả từ 1 tỷ 2 đến lô này là 2 tỷ 3. Có lô ở kia là 2 tỷ 8 thì được hơn 300m². Mà có mấy lô 500m² luôn, 7 tỷ 3, 7 tỷ 6, có nhiều lô lắm. Thì cũng gần đây thôi. Thì nhiều nơi nếu mà giá cao thì nó đẹp hơn. Đó, khu này dân cư cũng ở ổn định rồi. Phía trước kia là một dãy kiosk nhà trọ gì đây, vẫn buôn bán được. Đấy, phía đường Lê Duẩn ngay đây này quý vị này. Đường Lê Duẩn ngay đây này. Đó, đó là mặt đường Lê Duẩn đó. Thì quý vị nào quan tâm thì alo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ gửi vị trí rồi gửi sổ rồi chúng tôi sẽ tư vấn thêm, và chúng tôi có nhiều sản phẩm khác nữa. Xin cảm ơn sự theo dõi video của quý vị và hẹn gặp lại quý vị ở các lần video lần sau.